Theo quy định mới, hệ thống phân hạng giấy phép lái xe sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình giao thông và nhu cầu sử dụng phương tiện. Hạng B1 vốn được sử dụng rộng rãi cho việc điều khiển ô tô con sẽ không còn tồn tại trong hệ thống phân hạng mới. Thay vào đó, giấy phép lái xe hạng B sẽ thay thế cho cả hai hạng B1 và B2 đang áp dụng hiện nay. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, người được cấp mới bằng lái xe B1 sẽ chỉ được điều khiển các loại xe như mô tô 3 bánh, xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW. Điều này đồng nghĩa với việc bằng lái xe B1 sẽ không còn đủ điều kiện để điều khiển ô tô như trước đây. Những ngày qua, nhiều người dân thắc mắc liệu họ có phải thi lại khi đang sở hữu bằng lái xe B1 trước ngày luật mới có hiệu lực. Theo quy định tại Điều 89 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36-2024-QH15, người đã có bằng lái xe B1 trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ được tiếp tục sử dụng bằng lái cho đến khi hết hạn mà không cần phải thi lại. Những người này vẫn có thể điều khiển xe ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi, không kể chỗ của người lái và xe tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg. Đây là quyền lợi giữ nguyên cho đến khi bằng lái hết hạn. Nếu người sở hữu bằng lái xe B1 muốn tiếp tục điều khiển ô tô sau khi bằng lái hết hạn hoặc muốn nâng hạng bằng lái để phù hợp với quy định mới, họ sẽ cần phải tham gia sát hạch và đổi sang các hạng giấy phép lái xe mới. Quy trình này sẽ được thực hiện như sau. Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động sẽ được đổi cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động. Giấy phép lái xe hạng B1, B2 sẽ được đổi cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 cùng với chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển xe máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg. Đối với những người đang trong quá trình học lái xe nhưng chưa được cấp giấy phép lái xe trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, họ sẽ được sát hạch và cấp bằng theo hạng mới phù hợp với quy định mới. Giấy phép lái xe hạng B1, BE, CE, D1E và DE được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung quy định chấm điểm tự động. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, trong đó cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung nhiều quy định về công tác đào tạo lái xe nhằm phù hợp với Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đáng lưu ý, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung quy định về thiết bị chấm điểm tự động với giấy phép lái xe các hạng B1, BE, CE, D1E và DE. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, quy chuẩn quốc gia về trung tâm đào tạo sát hạch đã được áp dụng trên toàn quốc từ năm 2015. Việc chấm điểm tự động tạo tính công khai minh bạch trong quá trình sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, do điều kiện công nghệ chưa cho phép nên còn một số hạng giấy phép lái xe chưa được lắp thiết bị chấm điểm tự động. Vì vậy, việc quy định có lộ trình bắt buộc lắp thiết bị chấm điểm tự động đối với một số hạng B1, BE, CE, D1E và DE để sát hạch trước ngày 1 tháng 7 năm 2026 là cần thiết. Theo cơ quan soạn thảo, việc chấm điểm tự động góp phần công khai minh bạch kết quả sát hạch, đảm bảo nguyên tắc thống nhất của toàn bộ quy trình sát hạch lái xe. Đồng thời, triển khai thiết bị chấm điểm tự động sẽ đáp ứng yêu cầu, chia sẻ và tích hợp với các cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông khác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Từ những căn cứ trên, cơ quan soạn thảo đề xuất hai phương án. Phương án 1 giữ nguyên như quy định hiện hành. Phương án 2 quy định cụ thể về chấm điểm tự động đối với các hạng B1, BE, CE, D1E và DE. Nếu giữ nguyên như quy định hiện hành phương án 1 thì không làm thay đổi chi phí đầu tư của nhà nước và xã hội, không phát sinh chi phí nhưng sẽ không đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử. Trong khi đó, nếu bổ sung quy định chấm điểm tự động đối với các hạng B1, BE, CE, D1E và DE phương án 2 sẽ phát sinh chi phí đầu tư của doanh nghiệp nhưng tăng tính hiệu quả, công khai minh bạch trong hoạt động đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Về xã hội, quy định này sẽ giúp hoạt động sát hạch lái xe đảm bảo được thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Toàn bộ giấy phép lái xe các hạng đều được chấm điểm tự động. Đặc biệt, quy định sẽ đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Từ những phân tích so sánh tác động của từng giải pháp cho thấy, lựa chọn giải pháp tối ưu là phương án 2, bổ sung quy định chấm điểm tự động đối với các hạng B1, BE, CE, D1E và DE của Bộ Giao thông Vận tải, thông tin. Chia sẻ với Vietnamnet về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đánh giá, cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn để ban hành chính sách phù hợp. Việc quản lý dữ liệu, trừ điểm phục hồi giấy phép lái xe sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động và được kết nối với VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thông báo cho các tài xế biết. Bộ Công an đang lấy ý kiến của tổ chức cá nhân về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nội dung này nhằm thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tại Điều 48, dự thảo nghị định quy định cụ thể về việc trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định cũng quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ từ 2 đến 12 điểm giấy phép lái xe, trong đó có 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm. Dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống. Bộ Công an sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc này để thuận tiện cho cải cách thủ tục hành chính, tránh gây nhầm lẫn phiền hà trong trừ điểm với người vi phạm. Bộ Công an đang làm dự án cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả nước và cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Trên thực tế, hiện nay có 85% các quyết định xử lý vi phạm hành chính do thẩm quyền của Bộ Công an. Do đó, cơ sở dữ liệu sẽ được tích hợp đầy đủ, có thể kết nối liên thông, chia sẻ, xác định việc vi phạm của công dân cụ thể vào từng thời điểm và rất dễ dàng trong việc truy xuất, xử phạt tiếp theo. Cơ sở dữ liệu về trừ điểm giấy phép lái xe cũng nằm trong cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo các bước trừ điểm hoàn toàn tự động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, khi luật, nghị định, thông tư có hiệu lực, thì việc trừ điểm hoàn toàn tự động và được kết nối với VNEID và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thông báo cho người bị trừ điểm biết các hành vi vi phạm bị trừ bao nhiêu điểm, số điểm còn lại là bao nhiêu. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Bộ Công an đánh giá, quy định này đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay, tiếp thu kinh nghiệm quản lý an toàn giao thông của các nước tiên tiến trên thế giới. Qua việc trừ điểm giấy phép lái xe có thể quản lý tài xế trong suốt quá trình từ khi đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật, việc tái phạm lỗi. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cụ thể, tại khoản 4 điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe đỗ xe tại các vị trí sau đây: bên trái đường một chiều, trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất, trên cầu trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép, gầm cầu vượt trừ những nơi cho phép dừng xe đỗ xe song song cùng chiều với một xe khác đang dừng đỗ trên đường, cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 m trên đường phố hẹp, dưới 40 m trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau, điểm đón trả khách, trước cổng và trong phạm vi 5 m hai bên cổng, trụ sở cơ quan tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào. Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, trong phạm vi an toàn của đường sắt, che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông.